U, Thu Hà công khai bạn trai mới, diện mạo độc lạ nhưng hơn trải ở điểm này. Cứ ngỡ bạn trai duy nhất ngoài đời của Pu là Top, nhưng không chính chủ vừa chia sẻ bức ảnh chụp cùng một người khác. Đáng nói, nhân vật này cũng chẳng phải là trải khiến dân tình hoang mang. Sau khi được quan tâm với vai diễn cô gái dao đỏ Lý Mùi Pu, trong phim Đi giữa trời rực rỡ, mọi nhất cử nhất động của Thu Hà Kerry đều được công chúng quan tâm. Không ít fan còn liên tục bày tỏ mong muốn Pu và Trải, Long Vũ thành đôi ngoài đời. Thế nhưng cách đây chưa lâu, hot girl người Tây đã tiết lộ mình là hoa có chủ. Cô nàng cũng tự hào cho biết, người yêu đời thực điển trai và giỏi giang vô cùng. Thông tin này từng khiến fan cơ vờ Vu, Trải khóc ròng nhiều đêm nhưng vẫn chúc phúc cho đôi trẻ. Cho đến mới nhất, trên trang cá nhân, Thu Hà Kerry chia sẻ bức ảnh bên một chàng trai ăn mặc giống Trải, nhưng diện mạo lại khiến dân tình được fan há hốc. Nữ diễn viên bày tỏ, xin lỗi vì tôi đã để lộ hình ảnh người bạn trai này. Tuy nhiên nhìn kỹ, netizen phải cười lăn cười bỏ khi nhận ra danh tính người đàn ông này là ai. Hóa ra trong bức ảnh chính là Huy Quần Hoa, tên thật là Mai Xuân Huy, sinh năm 1989, được coi là thánh chế ảnh trên mạng xã hội. Và hình chụp anh chàng đứng cạnh nàng Pu cũng là một sản phẩm Photoshop. Song, Thu Hà Kerry không hề khó chịu mà còn khoái chí chia sẻ về trang cá nhân của mình. Bên dưới bài đăng, dân mạng hài hước cho rằng nếu Pu và anh Trải này cưới nhau chắc phong bì tùy tâm. Một số người còn đặc biệt danh đây là chàng trai nhiều người yêu nhất, mà không ai dám ghen. Ngoài ra, không ít fan còn ghép ảnh của Thu Hà Kerry với các chàng trai khác, nữ diễn viên không phải đối, thậm chí còn khen xuất sắc. Dẫu vậy, khoảng 2 ngày trước, hot girl người Tây đã phải lên mạng cầu cứu khi bị giả mạo, và trở thành nạn nhân của việc cắt ghép video xuyên tạc. Cụ thể, trên TikTok xuất hiện tài khoản sử dụng phần mềm AI ghép mặt Long Vũ và Thu Hà với cử chỉ thân mật như ôm, hôn môi. Nữ diễn viên cho rằng điều này vượt qua giới hạn và gây hiểu lầm cho khán giả. Thật sự tôi không muốn nói nhiều về chuyện này, nhưng có nhiều bạn ghép video sai thực tế để thỏa mãn ước mơ của các bạn. Tôi biết các bạn còn nhỏ nhưng hy vọng các bạn hãy dừng việc này lại. Các bạn đừng lập nick ảo để tên và hình ảnh của tôi hay người yêu tôi, rồi đăng những phát ngôn tiêu cực nữa. Tôi thấy rất nhiều những bài viết khiếm nhã. Hy vọng các bạn đặt mình vào vị trí của những người bạn đang tấn công để hiểu việc ấy để lại hậu quả thế nào nhé, nàng Pu bày tỏ. Những ngày qua, bạn trai ngoài đời cũng như một số người thân của Thu Hà Kerry lần lượt bị khán giả lôi vào những cuộc tranh cãi. Điều này khiến cô buộc phải lên tiếng. Thời gian gần đây, tôi vô tình đọc được những phản hồi khá khiếm nhã của một số bạn gửi đến tôi và những người thân yêu của mình. Tôi luôn giữ quan điểm trung lập, không phản hồi quá nhiều về những bình luận như vậy. Nhưng vô hình chung sự im lặng của tôi lại vô tình tiếp tay cho một số bộ phận khán giả quá khích tấn công, lăng en hục đến những người thân yêu của tôi, nữ diễn viên cho hay. Trong hình ảnh đăng tải, Thu Hà Kerry lộ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt khiến người hâm mộ lo lắng. Bạn bè và đông đảo khán giả nhắn nhủ nữ diễn viên nên ngủ đủ, nghỉ ngơi và mạnh mẽ. Cô đáp lại rằng mong gặp lại họ trong trạng thái đầy đủ năng lượng nhất. Thu Hà Kerry tên thật là Lương Thu Hà, sinh năm 2002, người dân tộc Tày và đến từ Lạng Sơn. Trước khi tham gia các dự án phim, cô đã là người mẫu ảnh từ khi còn học cấp 3. Sau đó, nàng hot girl bén duyên với diễn xuất và gây ấn tượng khi tham gia một số phim truyền hình như Món Quà Của Cha, Thương Ngày Nắng Về. Trong vài năm gần đây, Thu Hà lên màn ảnh lớn với Lờ Ợt, Em Ạt 7 và Móng Vuốt. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng từng xuất hiện tại một số show giải trí như Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Chọn Ai Đây.